Cô xin chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường tiểu học Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Cô rất vinh dự và vui mừng được đồng hành với các em một tiết đạo đức lớp 1. Chủ đề: tự chăm sóc bản thân. Bài 4: sạch sẽ, gọn gàng, tiết 1. Nội dung tiết học ngày hôm nay gồm: phần thứ nhất, khởi động; phần thứ hai, khám phá; phần thứ ba, vận dụng. Các em cần chuẩn bị sách giáo khoa đạo đức lớp 1. Trước khi vào học, các em cần lưu ý không ngồi quá gần máy tính, TV, quá gần điện thoại. Tập trung nghe cô giáo giảng và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Sau các câu hỏi của cô, các em có thể bấm dừng video để trả lời, rồi tiếp tục bài học. Trước khi vào học bài mới, cô và các em cùng khởi động bằng cách nghe bài hát Thật Đáng Yêu, nhạc và lời Biên Bá Hồng. Vừa rồi, các em đã được nghe bài hát Thật Đáng Yêu, nhạc và lời của Nghiêm Bá Hồng. Vậy, một bạn cho cô biết, vì sao bạn nhỏ trong bài hát lại đáng yêu? À, đúng rồi, bạn nhỏ đáng yêu vì biết tự đánh răng một mình, biết tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ đấy. Các em có muốn đáng yêu giống bạn nhỏ không? Vậy, chúng mình sẽ đi tìm hiểu qua bài học hôm nay, bài 4. Sạch sẽ, gọn gàng, tiết 1. Cô mời các em quan sát hai bức tranh ở mục A, sách giáo khoa đạo đức lớp 1, trang 19, và xác định ai là người sạch sẽ, gọn gàng. Vừa rồi, các em đã quan sát hai bức tranh. Vậy, bạn nào cho cô biết? Bạn thứ nhất, như thế nào? À, bạn thứ nhất, quần áo mặc sộc sạch, tóc buộc chưa bằng nhau, mặt mũi và chân tay nấm nem. Thế còn bạn thứ hai như thế nào? Đúng rồi, bạn thứ hai quần áo mặc gọn gàng, tóc buộc bằng nhau, mặt mũi và chân tay sạch sẽ. Như vậy, trong hai bạn, bạn nào sạch sẽ, gọn gàng? Cô cũng đồng ý với ý kiến của các em, bạn trong tranh hai sạch sẽ, gọn gàng. Vì quần áo mặc gọn gàng, tóc buộc bằng nhau, mặt mũi và chân tay sạch sẽ. Để biết những biểu hiện nào thể hiện sạch sẽ, gọn gàng, thì chúng mình cùng nhau quan sát ba bức tranh sau đây. Quan sát tranh 1 và cho cô biết biểu hiện của sạch sẽ, gọn gàng là gì? Đúng rồi, là đầu tóc gọn gàng giống bạn nhỏ đáng yêu này, đúng không? Quan sát tranh 2 và cho cô biết biểu hiện thứ hai của sạch sẽ, gọn gàng là gì? Luôn rửa tay, biết giữ vệ sinh sạch sẽ đấy các em ạ. Vậy, ở tranh 3, biểu hiện tiếp theo của sạch sẽ, gọn gàng là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là quần áo, giày dép chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng. Cô khen các em trả lời rất tốt. Qua quan sát ba bức tranh trên, chúng mình có thể biết được rằng những biểu hiện của người sạch sẽ, gọn gàng là chân, tay, mặt mũi luôn sạch sẽ, tóc được chải gọn, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ. Để nêu những việc cần làm để gọn gàng, sạch sẽ và nêu được lợi của việc làm đó, thì cô trò chúng mình cùng nhau quan sát 8 bức tranh trong sách giáo khoa, trang 20-21. Bây giờ các em hãy quan sát các bức tranh và trả lời các câu hỏi sau.
Câu hỏi thứ nhất, bạn trong mỗi tranh đang làm gì để sạch sẽ, gọn gàng? Câu hỏi thứ hai, những việc làm đó nên thực hiện vào lúc nào? Câu hỏi thứ ba, những việc làm đó có ích lợi gì? Các em có thể trao đổi, hỏi ý kiến bố mẹ, anh chị để có câu trả lời phù hợp nhất nhé. Các em đã quan sát và có câu trả lời rồi đúng không? Bây giờ cô cháu chúng mình cùng đi tìm hiểu từng tranh nhé. Bạn nào cho cô biết bạn trong mỗi tranh đang làm gì để sạch sẽ, gọn gàng? À đúng rồi, bạn nhỏ trong tranh 1 đang đánh răng. Bạn nhỏ trong tranh 2 đang rửa mặt. Ở bức tranh 3, bạn đang chải đầu. Bức tranh thứ 4, bạn mặc váy áo đi học và soi gương. Trong tranh 5, bạn đang thắt dây giày. Tranh 6, thì bạn rửa tay và sau khi đi vệ sinh. Ở tranh 7, là bạn ấy đang tắm. Và cuối cùng là tranh 8, bạn đang tự cắt móng tay. Để tìm hiểu kỹ hơn, chúng mình cùng nhau xem từng tranh nhé. Bạn trong tranh 1 đánh răng rất sạch sẽ, đúng không? Vậy bạn nào cho cô biết, chúng ta nên đánh răng vào lúc nào? Việc làm đó có ích lợi gì? Các em cần đánh răng ít nhất 2 lần trên một ngày, sau khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Đánh răng để cho răng không bị sâu, miệng luôn sạch. Còn việc rửa mặt thì sao? Nên thực hiện vào lúc nào? Việc làm đó có ích lợi gì? Đúng rồi, nên rửa mặt thường xuyên sau khi ngủ dậy, khi vừa đi ngoài đường về nhà, để mặt luôn sạch sẽ, không bị đau mắt. Tương tự như vậy, bạn nào cho cô biết, chị có tranh mới, tranh 3. Việc chải tóc thì sao? Lên thực hiện lúc nào? Việc đó có ích lợi gì? À, bạn đang chải đầu, cần chải đầu sau khi ngủ dậy, trước khi đi học và những lúc tóc bị rối để tóc luôn mượt, gọn và đẹp. Bạn nhỏ giỏi, leo cho cô bức tranh thứ 4 nào. Đúng rồi, chúng ta cần mặc chỉnh tề trước khi đi học, đi ra ngoài đường hay tham gia các hoạt động chung để luôn sạch sẽ, gọn gàng và đẹp nhé. Vậy chúng ta cần thắt dây giày khi nào nhỉ? Cần thắt dây giày mỗi khi đi giày, khi dây giày bị tuột, để đảm bảo an toàn, không bị ngã khi di chuyển. Tranh 6, bạn ấy đang rửa tay sau khi đi vệ sinh. Các em nhớ là cần rửa tay thường xuyên trước khi ăn, sau khi đi học hoặc đi chơi về. Sau khi đi vệ sinh, để tay luôn sạch, phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa. Tiếp theo là chúng ta cần tắm ít nhất một lần trên một ngày, để cơ thể sạch sẽ, thơm tho, không mắc các bệnh về da. Cuối cùng, bạn nhỏ trong tranh 8 đang cắt móng tay. Vậy chúng ta lên cắt móng tay khi nào? Việc đó có ích lợi gì? Chúng mình cần cắt móng tay khi móng tay mọc dài, để tay luôn sạch, không làm sức da. Ngoài những việc làm trên, em còn biết những việc làm nào khác để luôn sạch sẽ, gọn gàng? À đúng rồi, ngoài những việc làm trên, chúng ta cần gội đầu và thay quần áo thường xuyên, không bôi bẩn hay mặc quần áo lại, quần áo không sạch, không nghịch bẩn nhé. Một bạn cho cô biết, khi rửa tay các em cần thực hiện qua mấy bước? À đúng rồi, các em cần thực hiện qua 6 bước. Bây giờ cô mời các em hãy theo dõi trên màn hình cách rửa tay qua 6 bước sau. Bước 1, làm ướt tay bằng nước và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2, chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 3, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay 5 lần. Bước 4, chà mặt ngoài các ngón tay này vào lòng bàn tay kia 5 lần. Bước 5, xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại 5 lần. Bước 6, xoay các đầu ngón tay của tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay và lau khô. Sau bài học ngày hôm nay,
các em hãy thực hiện những việc sau để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng nhé. Hàng ngày kiểm tra vệ sinh cá nhân, mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc. Thực hiện những việc làm sau để luôn sạch sẽ, gọn gàng. Đánh răng, rửa mặt, tắm, gội, chải tóc, chỉnh trang quần áo, giày dép trước khi đi học, đi chơi. Và sau đây là lời khuyên bài học muốn gửi gắm đến các em. Cả lớp mình cùng nghe nhé. Quần áo, đầu tóc, gọn gàng, thân tho, sạch sẽ, em càng đáng yêu. Giờ chúng mình đến đây là hết rồi. Các em nhớ bình thường tâm sự vệ sinh sạch sẽ nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.